Vâng, đồ gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong video này của Mộc Lam Huy. Dạ, hôm nay là ngày 11 tháng 9. Mộc Lam Huy đang chuẩn bị công tác sơn hai cái bộ sản phẩm này. Đó là hai chiếc kệ tivi đa năng. Thì hai chiếc kệ tivi đa năng này Mộc Lam Huy đã có rất nhiều video từ khâu chuẩn bị làm mộc cho tới khi hoàn thiện mộc. Và đây là video Mộc Lam Huy chuẩn bị cho anh em sơn. Thì đây là lần đầu tiên Mộc Lam Huy giới thiệu cái mặt hàng này, tại vì có rất nhiều thay đổi và cái thiết kế của nó cũng vậy. Trong đó có phần thay đổi về chất liệu và độ dày và cái kỹ thuật để làm. Thì hai chiếc kệ tivi này bên em cũng đã giới thiệu trong lúc mộc, là chắc là quý vị và các bạn, nếu mà những người luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ đồ gỗ Mộc Lam Huy thì cũng đã biết được khoảng 70-80% rồi. Thì hôm nay là nhân tiện anh em có xịt nước, cũng là lần đầu tiên xịt nước, thì anh em có thể cho quý vị và các bạn xem khi mà mình có một cái tẩy ra và có một cái chất gọi là, mình gọi hôm nay là chất lỏng ấy, dung dịch chất lỏng nước hoặc là nước lót sơn, thì cái màu của cái sản phẩm thì nó đổi rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, thì trong đây cái đầu tiên mà bên em giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn, cái sự thay đổi đầu tiên về chất liệu ấy, là bên em có thiết kế thêm phần gỗ lào. Thì điều đầu tiên là ở tấm chám của cái bàn thờ này, đấy là gỗ lào ạ. Cái cánh là pano là gỗ lào. Quý vị có thể thấy được rằng cái màu sắc nó khác hoàn toàn với gỗ Nam Phi. Đó, chất liệu là gỗ lào nha quý vị nha. Đó, cánh bên đây nữa, bốn cái một cánh. Thì đây là hai cái cánh cao, cái phần cánh cao của một chiếc kệ, bên kia là cánh thấp. Thì bên em sẽ ghép thêm một cái hình ở trong cái video này để quý vị có thể hình dung được cái kệ này khi ráp lên nó sẽ như thế nào nhá. Tại vì đây là cái thiết kế để rời, và bên Mộc Lam Huy mới anh em cũng đã nghiên cứu và làm mộc ra, tại vì thực sự là cái kệ rất là nặng. Rất là nặng quý vị ạ. Nguyên cái phần dưới của chiếc kệ tivi này thôi, nếu mà hai người cực kỳ khỏe mới có thể nhấc và đi được một đoạn. Như vừa rồi anh em thử ấy, thì thực sự nó rất là nặng, nặng kinh khủng luôn. Nếu mà bê nguyên một cái mà có cả kiếng vào nữa thì đảm bảo với quý vị rằng là phải 8 người mới có thể khênh được chiếc kệ tivi này. Thì cái đầu tiên là bên Mộc Lam Huy được thiết kế là để cho anh em giao hàng. Anh em đi giao hàng thì cái chiều cao của chiếc xe tải á, bên em thường thường giao hàng là xe 1,4 tấn tới 1,9 tấn. Thì cái bây giờ luật giao thông đường bộ thì cũng khá là khắt khe, cho nên anh em phải tuân thủ. Thứ nhất là chiều cao, khi mà cái tủ này nó ráp hoàn thiện được cỡ 22 cơ, thì không có thể nào mà lưng kèo bạt cao quá được, nó vi phạm giao thông là cái nhất. Cái hai là cái độ nặng nữa. Đó, độ nặng nữa, đó là yếu tố cũng rất là quan trọng. Tại vì như Mộc Lam Huy nói, nhiều khi tới nhà khách hàng đi mà chỉ có hai bác lớn tuổi hoặc là chị em phụ nữ mà không có thanh niên ấy, thì anh em giao hàng là gần như là bó tay. Gần như bó tay. Thì chỉ có nước là thôi đi gần nhà khách hàng mà thấy có anh xe ôm, chú xe ôm nào thì nhờ mỗi người một tay một chân, thì có gì mình nước lôi cà phê cho mọi người. Nhưng mà đấy là cái trường hợp mình gọi là có thể may mắn là kiếm được người nhé. Còn ví dụ mà nhà khách hàng mà ở cái vị trí không thuận lợi ấy, thì anh em giao hàng rất là cực. Cho nên chiếc kệ này Mộc Lam Huy cũng đã bị những cái vấn đề đó rồi, thì anh em đã nghiên cứu ra. Thì tạm thời là làm hai khúc trên và dưới, thì để vận chuyển nó dễ hơn và nó cũng nhẹ nhàng hơn. Và trong khi mà bên em thiết kế như này thì có sự thay đổi rất là nhiều, cả về cái độ dày nữa. Tại vì vừa em cũng nói qua là tại sao nó nặng. Và có một cái chi tiết mà bên em cũng đã có nhiều video này, đó là cái cột 12 này. Đục chùm nho con sóc là đục tay 100%. Ở đây cái cột nho này có rất nhiều video, tại vì có những cái sự gọi là tranh luận về trên mạng, gọi là anh em gọi là giao lưu với nhau ấy, thì bảo là cái này không phải đục tay mà đục máy. Cho nên là bên em phải có những cái video phản hồi ngay từ đầu khi mà bác thợ đục tay ra mẫu vẽ, và trong video đục luôn bên em có gửi video phản hồi cho bác, để bên em nói rằng là cái nào đục tay bên em sẽ nói đục tay, đục máy bên em sẽ nói đục máy, và đục máy sửa tay bên em sẽ nói đúng là đục máy sửa tay. Thực sự hai cái này nó không đáng bao nhiêu hết mà mình phải nói dối khách hàng, đúng không ạ? Đó, rất là đẹp, hai chiếc cột nho này đục rất là sâu và đục tay 100%. Vâng, Mộc Lam Huy xin được báo giá luôn hai chiếc kệ này. Thì có cỡ 2m2 là giá 28.900.000 và 2m4 là 29.900.000. Thực sự nó hơn so với cái hàng thị trường rơi vào tầm khoảng 7 triệu. Nhưng mà chúng ta sẽ được những gì? Thứ nhất là những chám cánh bên em có làm gỗ lào, và cái thứ hai là cái độ dày này nhá. Bên em xin khẳng định luôn,
nó dày hơn thị trường, mình phải nói là gần gấp đôi đi, gần gấp đôi. Tại vì cái độ lặng khi mà bê anh em so với cái hàng thị trường đã thử rồi, nó lặng lắm, nó lặng, cây cối lọc lựa đàng hoàng. Và cái phần cuối cùng bên em muốn giới thiệu đó là cái sự thay đổi trong cái sản phẩm này, đó là cái sự kỹ thuật làm. Thì anh em có thay đổi bằng tất cả bản lề lá. Đây, bên em sẽ quay một chiếc bản lề cánh đây cho quý vị và các bạn xem. Cái bản lề này là bản lề thau, gọi là bản lề thau nhé. Một chiếc bản lề này không là gần 30.000 một cái bản lề, gần 30.000. Thực sự nó vừa giá trị mà nó về cái kỹ thuật thì nó rất là cao. Quý vị có thể đi tham khảo là trên thị trường đi. Thì những cái hàng đa số lề lá này thì nó yêu cầu đòi hỏi rất là cao và nó thường sẽ đi với cái hàng cao cấp. Đó, và bên em cũng đã áp dụng cái chiếc kệ rèn này. Đó, từ hình dáng thì bên em có cho thêm những cái yếm ở đây, đục hoa lá tây khác lại, độ dày của các đố. Đó, các đố này đều là dày dặn hết, và mặt bình đáy, ván, cột nho, chân tất cả đều là dày hơn. Đó, các cấp làm thêm dày hơn một cấp. Đó, và tất cả các đố ván thì bên em cũng đã rất là kỹ để mà lựa lọc lựa rồi. Thực sự là thứ nhất là bên em nói là cái thay đổi về chất liệu thì có thêm gõ lào, kích thước thì có thêm độ dày, và quy cách thì bên em có cái bản lề lá là nó khác với lại hàng thị trường nhá. Cho nên quý vị và các bạn nếu có quan tâm thì hãy so sánh kỹ với cái hàng giá rẻ hơn một xíu. Thực sự là tiền nào thì của nó. Một cái 22, một cái 24. Khi nào bên em sơn hoàn thiện lên nắp kiếng thì sẽ có một video hoàn thiện theo đúng nghĩa của nó, là chỉ việc giao tới nhà khách hàng và sử dụng thôi. Còn cái này bên em đang ở khâu sơn, thì rất mong quý vị và các bạn hãy luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh đồ gỗ Mộc Long Huy hôm nay. Mộc Long Huy xin chào.